be some fucking chemical. Chemical in your brain that makes us different from animals. Makes us all the same. Take it if it makes you numb. Take it if it makes you calm. Take it if it makes you make it perfect. Take it if it makes you talk. Báo liền tại sao xe đi trễ cơ, nghe chưa? Tôi phản ảnh cho bên anh Hoàng nói là tại vì xe đi trễ, đúng không? Ông phải gọi về công ty ông, tại vì nếu mà trường hợp ngày mai mà xe ông đi trễ nữa, tôi sẽ đuổi xe ông về mà tôi không cần biết xe đó là ai nhá. Ở bên lúc mà làm phim thì mình phải chế lại cái rượu cho mình nhờ bên thiết kế chế coca hoặc là soda gì đó mà mình đậm đậm và trà để cho diễn viên uống không bị xỉn. Lúc mà làm phim ấy, thì có nhiều lần mình sẽ làm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần luôn. Rồi nếu như ở trong phim mà diễn viên đang uống rượu thiệt á, thì cuối cùng mà sau khoảng nửa tiếng họ sẽ xỉn. Còn cái option nào nữa? Nhanh là đẹp nhất. Nhưng mà đừng bới lên mà nó cứng quá nha chị. Bới lên nhưng mà vẫn cho nó có rớt xuống. Cái máy nó vậy nè, nó đứng lên vậy. Xong nó cong lên như là cái dấu hỏi vậy đó, anh biết không? Dạ. Mà nó cứng. Anh qua Việt Nam nè, anh qua Trung Quốc nè, đi vô cái vụ trường nào cũng có dĩa trái cây với rượu. Hai cái đó là anh thấy vô duyên nhất. Trung Quốc cũng vậy ha. Trung Quốc nói cha mình nói chứ Trung Quốc. Chứ đúng nước ngoài là không có trái cây luôn ha. Không, rượu không có nước ngoài rượu không mà, không có trái cây. Cái đèn này nó phải lọt qua cái ô này nè. Thành ra cái đèn nó thay nắp nó lên chút. Đèn nó vô qua bên này chút. Done. Ok. Để làm được cái không khí quán bar là khó. Không khí quán bar thường thì nó tối này kia. Bây giờ mình phải làm ánh sáng lên để cho nó sáng đủ để mình quay nhưng mà vẫn giữ được cái không khí của quán bar. Trong quán thì nó có cái hệ thống đèn có sẵn hết rồi. Đó, thì mình chỉ theo những cái vị trí cho diễn viên của mình thôi. Thì nói chung là cũng không khó khăn gì. Rồi mọi người mong nha, để vì nó sẽ là trống rồi, phải đến đây kia là sẽ rồi đó. Hôm nay anh sẽ rất là mệt. Hôm nay anh nặng nhất của anh là một cái cổng vũ trường với lại 65 quần chúng. Sorry man, I'm not in a mood to talk. Chị tìm mấy ngô cô rất là hot mà rất là đẹp mà rất là chân dài vân 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 á, mấy người giống như người mẫu á, nhưng mà không phải là người mẫu. Đâu có phải, hôm nay mà hiện tại em không thấy ai đẹp hết à? Không, giống như xinh thôi, nhưng mà kiểu vậy rất là sexy, rất là hot, chân dài á. Quần chúng hôm nay hay bao nhiêu? Cả trăm người. Tính luôn diễn viên luôn. Bên thiết kế họ sẽ vô đây quay lúc 2 giờ sáng để chuẩn bị setup. Nhưng mà vì lý do kỹ thuật cho nên là tới giờ mới vô được. Mình không biết là anh chị ở ngoài đời thực sự hâm mộ như thế nào, nhưng mà Vân thấy như là quê lắm rồi đó. Not much different. Em nói chuyện anh bia là thay đổi, ơi bia là một ngày khác thì cho thay đổi cái tóc của Nga một tí. Không còn nhiều. Nó là 123. Nó đầu 123 luôn. 122 là mình còn cảnh Nga bước tới. Là bước tới cái đó là mình. Lúc mà mình đang tuyển đàn em của Lâm Rùi thì mình có một số đàn em mà sẽ không có thoại nhưng mà phải nhìn ngầu mà hay mà có thể hiền. Thì Jenny suy nghĩ là mình nên tuyển bạn của Jenny tên là Vin. So Jenny nói ô dễ lắm, chỉ có vài ngày thôi. Rồi cuối cùng phải ở đây cũng lâu. I definitely didn't sign up for this. Cứ vậy bây giờ lên liền á, bên đây có thể hóa trang. Dạ. Bây giờ đó không cần biết là tiền bao nhiêu cũng phải trả. Đúng rồi. Người này là người casting đó hả? Dạ, em gọi hai người casting rồi. Nhóm khác hay là nhóm này? Nhóm khác nha. Nhóm khác. Anh cũng nói hiệp vậy đó, bây giờ câu nào cũng phải kéo chúng đây. Đẹp ha? Nãy đó. Đúng rồi. Được ha. Đúng rồi. They cannot have, they're in charge of casting. We talked about this many times, okay?
I mean, what are they thinking? You cannot have them show up on the day. Exactly. You can't do it like this. So we're setting up lights for this whole big thing here, and then we're setting up light over here. Okay. You know, we should be moving pretty fast when the actor and the lights are on. Every actor was late today. Every single one of them is late, half an hour to 40 minutes late. That's why we're behind on makeup. In the morning, I thought. I just got done talking to Tui. I said, why are we late? She said, every actor was late. Những cái gì mà không cần ở đây đó mình bắt đầu mình rút ra đi. Ok em ơi, bây giờ mấy người cần tập trung ngồi đây trong bar. Rồi bar tập trung mình, tập trung nha. Dạ, cho mọi người chỉ vô bar đi. Charlie, mình né bar tốt nhất bây giờ nó phải chuẩn nó dẹp rượu hết rồi nó chuẩn bị cho tối nay. Lấy anh đã kéo tới bây giờ rồi đó, 7 giờ rưỡi là nó đi hết đó. Ok, nó 5 phút nữa. Mấy cái quần chúng mà còn dư, mình cho đứng dựa dựa tường nói chuyện nhau cho làm background lốt nha. Ngồi mới sao thấy không khí đông rồi không? Đúng rồi, đứng có người nhảy gì đó. Máy xong, bấm đi. Rồi, máy nhảy. Rồi, ở đây tao nhảy nha, nhảy nha. Em ơi. Ok, là một lần nữa mà nhanh hơn tí xíu nữa nha. Anh em ơi, không làm một lần nữa được, phải đi. Sống đi, chị ơi, quơ tay quơ chân đi chị ơi. Giúp giùm đi. Quay, em ơi, quay. Chị ơi, dùng lại động tác cho mấy chị ơi. Vui vẻ luôn. Quay nhảy nha, quay đây. Em, dễ. Một lần nữa. We gotta go. Jenny, we gotta go. Bye, Bob. Yep. We gotta go, Charlie. Guys, we gotta go. Đợi gì vậy? Đợi gì? Okay, that's it. Đi. Nữa. Ê bé. Em ăn được. Sao em ăn cái vậy? Đi toilet rồi. Để chạy. Em về lớp 1. Đây. Diễn. Tao. Đúng. Không có tịch mẹ. Định cư bên Mỹ. Họ đang sống bên Pháp á. Trời. Máy chạy 6-8. Set. Yeah. Ok, ép nó qua chút. Người hóa trang trên hiện trường, chưa hóa trang rồi. Ok, được rồi. Chính anh. Lấy cái floppy cắt á, còn cái black này cắt phim này. Bớt áo thế bà. Em cứ chỉ cái từ cho em chụp cái này.